Tọa đàm nhận được 11 tham luận, trong đó có 4 tham luận từ các nhà khoa học Trung Quốc và 7 tham luận từ các nhà khoa học Việt Nam. Nội dung của các tham luận đề cập tới những thành tựu nghiên cứu mới liên quan đến kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê Sơ dưới nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận dựa trên các nguồn tư liệu khảo cổ và sử liệu. Theo đó, có 3 vấn đề chính gồm kết quả khai quật khảo cổ học kiến trúc cung điện thời Lê Sơ tại Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Lam Kinh Thanh Hóa, nhận diện hình thái kiến trúc cung điện thời Lê Sơ và so sánh kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê Sơ với kiến trúc cung điện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thế kỷ 15-16. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Kinh Thành 2011-2021. Trước đó, vào tháng 4, Viện đã công bố kết quả phục dựng 3D hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý, tạo nhận thức mới về hình thái kiến trúc của Hoàng cung Thăng Long.